Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn đã nỗ lực thi đua, góp sức cùng toàn xã hội làm chuyển biến rất tích cực tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, kiềm giảm mạnh các vụ việc vi phạm, bảo vệ sự bình yên ở các thôn buôn, tổ dân phố, được người dân ghi nhận đánh giá cao và gửi rất nhiều thư cảm ơn, khen ngợi. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Bộ Công an có kế hoạch 230 phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn, chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa 15, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn của đất nước. Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch số 193 ngày 16 tháng 6 năm 2021 để triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt nói trên trong toàn lực lượng công an xã, phường, thị trấn qua 3 đợt với chủ đề Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn, an dân tại địa bàn cơ sở. Riêng tại các xã thực hiện nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng lực lượng công an xã chính quy, Công an tỉnh đã điều động bố trí gần 1.000 cán bộ sĩ quan từ Công an tỉnh và Công an cấp huyện đến đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã và công an viên tại 152 trên 152 xã trên địa bàn tỉnh, đạt 100%. Trung bình, mỗi xã có 6 cán bộ công an chính quy. Vì vậy, trong một năm qua, phong trào thi đua đặc biệt đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực ngay từ các thôn, buôn, xã, phường, thị trấn. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong một lần công an xã Phú Xuân, huyện Krom Năng trực đêm đi ngăn chặn xử lý một vụ mâu thuẫn dùng hung khí đánh nhau ở thôn Xuân Lộc. Nhờ nhanh chóng đến hiện trường, công an xã đã bảo vệ nguyên những dấu vết, tạm giữ được các hung khí, dao rửa, xác minh điều tra ban đầu, lấy lời khai những người liên quan, biết việc để chuyển cho công an huyện tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Còn đây là một buổi phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quảng Điền, huyện Krom Anna. Tại đây, mọi người được nghe công an xã thông báo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua, tuyên truyền phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan thiết thực đến quyền nghĩa vụ công dân và vận động giao nộp thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ. Và đây là một số hình ảnh công an thị trấn Quảng Phú, huyện Chư Mở Ga tích cực đi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình camera an ninh kết nối với sử dụng mạng Zalo vì bình yên cho mỗi gia đình và từng thôn buôn tổ dân phố. Camera theo cái chủ trương xã hội hóa. Tất cả những cái mà dìa tay ra ngoài là chung là chắc. Trên đây chỉ là một số dẫn chứng trong hàng loạt mô hình cách làm sáng tạo, thiết thực và hoạt động hàng ngày, hàng tuần của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa 15, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn của đất nước. Để thực hiện mục tiêu kiềm giảm mạnh các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và đạt được nhiều kết quả trong phong trào thi đua đặc biệt nói trên, một năm qua, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác từ tuyên truyền phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đến ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm ngay từ thôn, buôn, tổ dân phố. Công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo để xây dựng lực lượng công an tỉnh nói chung và lực lượng công an xã, thị trấn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Từng đồng chí lực lượng công an xã, thị trấn chính quy nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện,
nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, của lãnh đạo công an cấp huyện, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc phân công cụ thể, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng công an xã, thị trấn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng có mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thị trấn. Ngoài ra, các cơ quan ban ngành, ủy ban dân cấp huyện, thị xã, thành phố và quần chúng nhân dân cũng đã tích cực phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện từng bước để đảm bảo cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt cho lực lượng công an xã, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay trên địa bàn cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, các đồng chí phải tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng và đầy đủ với chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo các cấp và sự tin yêu của quần chúng nhân dân. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của công an tỉnh và lãnh đạo công an các huyện, thành phố, thị xã, một năm qua trong phong trào thi đua đặc biệt đã có nhiều tập thể, cá nhân, công an các xã, phường, thị trấn lập công xuất sắc, đóng góp công sức quan trọng với những mô hình cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện đề án 06 phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, thì công an phường với vai trò là ban thường trực của tổ thực hiện đề án 06 cấp phường đã tham mưu triển khai những cái việc làm cụ thể trong cải cách hành chính. Trong đó chúng tôi đã chủ động tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhận thức rõ hơn về hiệu quả và tính năng trong thực hiện chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu quốc gia dân cư phục vụ cái đề án 06. Thì chúng tôi đã tham mưu để triển khai các cái tổ công tác xuống tận địa bàn, các khu nhà ở xã hội, các tổ dân phố để hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản điện tử trên cổng dịch vụ công, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện chuyển đổi số. Với địa bàn rộng như xã Phương Trang này có 20 thôn buôn. Trong các thôn buôn thì chúng tôi có cái hệ thống dưới chính quyền địa phương để có ban thôn và công an thôn của các cái thôn đó. Từ khi anh em chính quy về thì nói chung là chúng tôi đã có với sự phối hợp với công an thôn buôn để nắm những cái đối tượng nổi cộm trên địa phương để mới có những cái phương pháp đề xuất với cấp ủy chính quyền và lãnh đạo con huyện nhằm kìm giảm những cái vấn đề phát sinh cái hành vi vi phạm của các đối tượng này. Thì nói chung là các đồng chí công an viên thôn đã nhiệt tình, hăng hái trong cái vấn đề mà tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Công an thị trấn đã tích cực phối hợp với các nhà trường và các đội nghiệp vụ công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu biết và nhận thức về pháp luật, cách phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tín dụng đen, rồi các loại tội phạm về ma túy, trật tự xã hội. Trong thời đại kiện là 4.0, công an thị trấn là thường xuyên duy trì hoạt động của trang Zalo này, hàng tuần là phải có bài đăng về tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các loại tội phạm và tuyên truyền về đường lối chính sách của pháp luật nhà nước. Qua trang Zalo an ninh trật tự của thị trấn, công an thị trấn thì chúng tôi đã tiếp nhận một số thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó để chúng tôi có những cái phương hướng, kế hoạch để đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và cơ sở. Ở địa bàn cơ sở, khi phát sinh các vụ việc hình sự phức tạp, công an xã là lực lượng phải có mặt đầu tiên để ngăn chặn những hành vi phạm pháp. Thời gian qua, trên thực tế, đã có nhiều đồng chí công an xã đối mặt với hiểm nguy và bị thương khi thi hành công vụ. Tôi cũng đã đề nghị các đối tượng không được có hành vi gây hấn, không được cản trở tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc đang giải thích thì có một đối tượng đã dùng tay đấm vào vùng mặt của tôi. Thấy tôi bị tấn công thì lực lượng của tôi đã sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế lại. Và thấy vậy thì các đối tượng tiếp tục lao vào giật bình xịt hơi cay, và trong quá trình tấn công thì đối tượng chủ nhà
có cầm một cái tô bằng sứ và đập thẳng vào vùng trán của tôi. Sau khi mà đập xong thì đối tượng tiếp tục cầm cái mảnh vỡ của cái tô đó là đâm liên tiếp vào vùng mặt của tôi. Thấy vậy thì tôi cũng dùng tay để che, thì có trúng tay, trúng mặt và tai. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục tấn công, dùng tay, chân, rồi đấm đá các kiểu từ trong nhà ra đến ngoài sân và tiếp tục chặn cổng. Trong phong trào thi đua đặc biệt, một năm qua, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, ngày đêm tham gia thực hiện tốt hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý thẻ căn cước công dân, vừa phối hợp tổ chức trên 1.200 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với khoảng 141.000 lượt người tham dự. Qua đó, vận động thu hồi 733 khẩu súng các loại, 1.760 viên đạn, hàng chục quả lựu đạn cùng nhiều vật liệu nổ, hàng trăm công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm. Tiếp tục duy trì hơn 1.170 nhóm Zalo thôn, buôn, tổ dân phố để phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng. Qua đó đã trả lời cho nhân dân hơn 29.000 câu hỏi, đăng tải chia sẻ hơn 30.000 thông tin, bài viết, thu hút trên 2 triệu lượt xem. Thực hiện hơn 5.200 lượt kiểm tra nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy hơn 1.600 cơ sở. Tổ chức trên 3.100 lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tham mưu giải quyết 11 vụ tranh chấp khiếu kiện. Kiểm danh, kiểm diện hơn 2.850 lượt đối tượng. Gọi hỏi răn đe, giáo dục cảm hóa 643 đối tượng. Phối hợp với công an cấp trên điều tra khám phá 677 vụ án. Tích cực tham gia phối hợp triệt phá 353 vụ đánh bạc, trong đó có nhiều vụ quy mô lớn. Từ việc trực ban, trực chiến ngày đêm, một năm qua, công an các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận hàng trăm tin báo tố giác tội phạm. Qua đó đã phát hiện xử lý theo thẩm quyền 354 vụ với 406 đối tượng vi phạm. Với những kết quả đó, thời gian qua, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã góp sức cùng toàn xã hội kéo giảm mạnh các loại tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Những kết quả quan trọng đó đã được cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở ghi nhận, đánh giá cao. Khi công an chính quy được tăng cường đưa về địa phương, tham mưu rất kịp thời các cái kế hoạch công tác tuần tra kiểm soát địa bàn luôn đảm bảo thường xuyên. Trong các cái ngày lễ Tết, tội phạm cũng như là cái tệ nạn cờ bạc trên cái địa bàn xã thì cơ bản không có đánh bạc lớn, kịp thời xử lý. Hàng năm các cái vụ là đều giảm so với các cái năm. Tình hình an trật tự ở địa phương là tương đối là ổn định. Công tác công an của các đồng chí vừa là trách nhiệm cùng với đảng, với chính quyền địa phương là tuyên truyền vận động nhân dân là phòng chống dịch COVID-19, rồi phối hợp kêu gọi các cái mạnh thường quân hỗ trợ, rồi các cái sức quà, rồi các cái phần quà cho những cái hộ gia đình, và nó là đạt các cái yêu cầu cái sâu sát đến với nhân dân cũng như là cái sự tham mưu đắc lực cho cái chính quyền địa phương. Bộ Công an là đưa công an chính quy về làm công an xã là đúng đắn mà hợp với ý đảng và lòng dân, tôi cho rằng là cái vấn đề rất tốt. Thì qua cái quá trình làm thì làm cho tình hình an ninh chính trị ở xã Cư Xê là tốt hơn trước kia, trọng án thì không có, tệ nạn xã hội xì ke ma túy là hầu như là giảm và đã được đẩy lùi. Thì tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh cũng như cả nước là các ông chỉ thấy rằng ngoài cái việc là đảm bảo an ninh trật tự, ngoài cái việc là giữ cái trật tự ở nông thôn, thì trong cái công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua phải nói rằng lực lượng công an làm rất tốt, tham gia trên nhiều lĩnh vực cùng với y tế và quân sự, và đặc biệt công an là các cái chốt từ cái vị trí là đảm bảo cái an ninh trật tự trong các cái khu cách ly, rồi đến cái đảm bảo an ninh trật tự ở trong xã hội, ở tại các cái thôn buôn, tại các xã và trên các cái tuyến đường, vân vân, trên nhiều lĩnh vực. Phải nói là cấp ủy chính quyền là đánh giá rất cao và nhân dân rất tin tưởng, và cái hình ảnh người chiến sĩ cán bộ công an nhân dân phải nói là trong thời gian gần đây phải nói được nâng lên một bước. Bản thân của từng người chiến sĩ cán bộ cũng đã được rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành thực sự. Tôi là tàu số
Thời gian qua, song song với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, rất nhiều đơn vị công an xã phường thị trấn còn tích cực thi đua lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp, nhiều việc làm nhân văn, nhiều tích cực đóng góp kêu gọi và đồng hành cùng các mạnh thường quân, cá nhân tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong ngoài lực lượng, quyên góp để ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ những hộ nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng bị thiên tai, dịch bệnh. Những đóng góp đó của lực lượng công an các xã phường thị trấn trong thời gian qua cũng luôn được nhân dân quan tâm, dõi theo và gửi rất nhiều thư khen ngợi cảm ơn. Trong đó, có nhiều lá thư được viết tay rất cẩn thận, chứa đầy sự chân tình, trân trọng và tin tưởng vào lực lượng công an. Việc xảy ra vào khoảng 12 giờ đêm, kẻ gian đã treo tường vào, mở cửa sau, đột nhập trong nhà và lục tất cả xe cộ ở công ty. Tuy nhà có tường rào rất chi là kiên cố nhưng mà vẫn leo cổng vào, thì đối tượng này thấy là rất là nguy hiểm và manh động. Mất hai cái laptop và một cái xe máy và một điện thoại và một cái đồng hồ, một cái tượng và giấy chứng minh, nói chung là giấy tờ anh em. Tổng tài sản trị giá mất gần cả 100 triệu. Tôi có báo cho lực lượng công an xã Ê Hồ. Lúc mất thì chắc nghĩ là không tìm được, bởi vì xảy ra vào 12 giờ đêm. Sợ là đối tượng này đã tẩu tán xa rồi, nhưng không ngờ là công an xã kết hợp với công an huyện Cà Rông An đã bắt được đối tượng là nghiện ma túy nữa trong thời gian 24 tiếng đồng hồ. Qua sự việc này thì các anh cảnh sát công an xã đã làm việc rất là chuyên nghiệp và rất tích cực để tìm lại tài sản cho chúng tôi. Riêng cá nhân gia đình thì rất vui mừng và cảm ơn. Ngày hôm đó là tôi mang xe tôi vô trong đánh cỏ trong rẫy, là tôi bỏ xe sạc vào đánh rẫy thì tôi vô tôi đánh cỏ. Khi hết xăng tôi ra, tôi lại xăng là thấy xe tôi mất. Khi đó tôi gọi bảo về thôn trưởng, về công an xã. Giờ công an đã bắt được tội phạm rồi. Cảm ơn lực lượng công an xã Eheo đã bắt được đối tượng và lại tài sản cho tôi rồi. Tôi cũng người dân là tôi cũng thấy lực lượng công an xã cũng rất nhiệt tình, bắt tội phạm rất nhanh. Đó là tôi rất cảm ơn. Công an xã chính quy trở về xã làm nhiệm vụ. Nên thật đó là một chính sách của Đảng và Nhà nước mà tôi nói là cực kỳ thiết thực và cực kỳ gọi là mang đến một cái niềm tin đến cho bà con nhân dân. Tại vì khi các anh chính quy về, từ việc khả năng nghiệp vụ cho đến cách làm việc, cách giao tiếp đối với nhân dân đều được nâng cao hết toàn bộ. Và khi đó thì những đối tượng bất hảo trong cái địa bàn mà khi mình nhìn thấy các anh chính quy ấy, của những đối tượng này ấy, tâm lý lo sợ là nó sẽ dồn cao lên, đâm ra là mọi việc ở trong toàn bộ xã nói chung và riêng buôn bán nói riêng là nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều, từ vấn đề trộm cắp vặt nẹt bô xe thôi nó cũng giảm đi rất là nhiều ấy. Nói chung là cũng may mắn là đợt vừa rồi là các anh cũng đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều đấy, để mà triệt phá được cái tụ điểm này. Đó cũng là một chiến công của anh, nhưng đó cũng lại là một niềm vui, một niềm hạnh phúc đối với tất cả bà con buôn 13 nói riêng và công dân của toàn bộ xã Cần Én nói chung. Thời gian trước đây thì nói chung là mất trộm về vấn đề nông sản cũng như là mất trộm vặt thì trên địa bàn này xảy ra thường xuyên. Nhưng mà từ khi cái tổ an ninh thành lập, nhất là từ khi có công an chính quy về địa phương, tình hình an ninh trật tự rất là đã được giữ vững, cái vấn đề tệ nạn xã hội được giảm. Những chuyến đi thực tế ở các thôn, buôn, tổ dân phố, chúng tôi nhận thấy chính sự giám sát, ghi nhận và những đánh giá trên đây của người dân là thước đo tin cậy nhất, khách quan nhất khi nói về chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an các xã, phường, thị trấn. Hy vọng trong thời gian tới, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục thi đua, nỗ lực vượt khó, ngày đêm bám sát địa bàn, thực sự gần gũi, gắn bó, lắng nghe tâm tư, ý kiến xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, xã hội, tích cực, tận tâm góp sức xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở và hết lòng vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Những kết
kết quả đạt được từ phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn một năm qua là rất đáng ghi nhận. Điều đó khẳng định rằng chủ trương xây dựng công an cấp xã chính quy, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là ý đảng đã hợp lòng dân. Trong thời gian đến thì đề nghị với công an tỉnh, huyện và xã, các đồng chí cũng hết sức có cái sự nỗ lực phấn đấu đáp ứng lại được cái nguyện vọng, sự tin tưởng của người dân. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đảm bảo cái an ninh trật tự xã hội, an ninh chính trị và an ninh nông thôn tại các cái địa bàn trọng điểm. Và cũng mong rằng đối với người cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt là ở cơ sở, chúng ta phải gương mẫu, phải tự rèn luyện, tự phấn đấu để xứng đáng với những kỳ vọng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cấp ủy chính quyền các cấp, cũng đặc biệt là đối với người dân. Trong thời gian tới, lực lượng công an xã, phường, thị trấn còn nhiều trọng trách, nhiệm vụ mới phải gánh vác. Bên cạnh những việc thường xuyên tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ công an để đảm bảo tốt hơn nữa tình hình an ninh trật tự, thì lực lượng công an cấp xã còn chung tay, góp sức để cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Tại cơ sở, công an cấp xã là lực lượng xung kích đi đầu, tiếp tục thực hiện hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân, thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, cũng như cung cấp các dịch vụ công, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Muốn đạt được những mục tiêu đó, mỗi cán bộ công an cấp xã phải ngày đêm bám sát địa bàn, thực sự gần gũi, gắn bó, lắng nghe tâm tư, ý kiến xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, xã hội, tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nâng tầm công việc, tận tâm góp sức xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở và hết lòng vì sự bình yên cho các thôn, buôn, làng, xã. Có như vậy mới đáp ứng được những kỳ vọng, mong muốn của cán bộ chính quyền cơ sở, nhân dân ở các thôn, buôn, tổ dân phố và lãnh đạo các cấp đối với lực lượng công an cấp xã.